Các bạn vừa xem xong cái video của mình mới chạy nửa khuôn mặt của mình, các bạn thấy không? Nửa khuôn mặt của mình bên này mình rất là săn chắc, cái này được nâng lên, cái mọng mắt nó cũng được giảm, cái nếp nhăn nó cũng được xóa đi, và da của mình nó được ửng hồng và nó bóng lên này, các bạn thấy không? À, hai bên nó khác nhau nữa không, nó săn chắc hơn nè. Và cái thiết bị này là mình muốn chia sẻ với các bạn là một cái thiết bị này là rất là xứng đáng để đầu tư, là nó có thể giải quyết được gần như là rất là nhiều vấn đề mà ít nhất mình có thể liệt kê ra được là 28 vấn đề. Mà các bạn biết không, cái chi phí của nó rất 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 là thấp, chi phí của nó khoảng là 28 cent một ngày thôi, nó rất là hợp lý. Và cái chi phí này nó không đáng kể là bao nhiêu nếu mà mình so với mình đi tới spa, mình làm vừa phí thời gian đi và phương tiện di chuyển rồi mất nhiều công sức, rồi mình ở đó mình không biết người ta làm cho mình những cái sản phẩm gì và cái hiệu quả ra sao. Cho nên là mình với 28 xe một ngày mà mình có thể dùng cho buổi sáng và dùng cho buổi tối một ngày hai lần, và mình có thể cải thiện một làn da rất là đáng kể. Đặc biệt là phía sau cái sản phẩm này nó có một cái cơ hội mà mình muốn chia sẻ với các bạn, cái điều này mới là tuyệt vời nhất, đó là mình vừa có thể chăm sóc da, vừa chăm sóc sức khỏe, vừa có thể tạo ra một dòng thu nhập cho gia đình của mình, rất là tuyệt vời. Các bạn biết không, cách làm như thế nào? Nó rất là đơn giản, bạn đăng ký và mua trực tiếp từ công ty với giá bán sỉ từ công ty này, bạn được bảo hành 2 năm và đảm bảo kết quả trong vòng 40 ngày, 90 ngày. Đó. Ngoài ra, khi bạn dùng, bạn chia sẻ sản phẩm tốt cho những người bạn xung quanh mình, bạn tìm 10 người, những người bạn của mình, họ cũng giống như mình, họ sử dụng và họ cũng đăng ký trực tiếp từ công ty do bạn bảo trợ. Bạn chỉ cần tìm 10 người, mà 10 người này có thể ở khắp nơi trên thế giới, ở 55 quốc gia. Cho nên là bạn có thể mời những người bạn của mình ở khắp nơi trên thế giới sử dụng sản phẩm này, sau khi mình trải nghiệm cảm thấy rất là tốt, rất là tâm đắc và rất là yêu thích, mình chia sẻ kết quả của mình cho những người bạn của mình và bạn của mình cũng sẽ tin mình và sử dụng. Như vậy mình đã có 10 khách hàng dùng sản phẩm thì công ty sẽ chia sẻ hoa hồng cho mình, thì mình có cái hoa hồng đó mình có thể dùng sản phẩm này miễn phí. Tức là mình có hoa hồng thì mình dùng hoa hồng của mình chi trả cho chi phí của mình. Và phía sau nó không những chỉ hoa hồng mà bạn giúp 10 người bạn của mình, họ tìm 10 người bạn của họ để họ cùng sử dụng, thì bạn sẽ có một cái đội nhóm, bạn sẽ có một cái đội nhóm dùng sản phẩm, và một cái đội nhóm đó từ 10 người nó sẽ ra bao nhiêu? Nó sẽ ra vài trăm người ở khắp nơi trên toàn cầu. Như vậy bạn đã có một cái đội nhóm họ sử dụng sản phẩm và công ty trả hoa hồng cho mình trực tiếp từ cái việc mình chia sẻ cho những người bạn, 10 người bạn của mình, và mình hướng dẫn cho 10 người bạn tìm 10 người bạn của họ, và mình lãnh đạo cái đội nhóm đó để họ biết cách sử dụng, biết cách bảo trợ người khác, và công ty sẽ trả một cái hoa hồng lãnh đạo cho mình. Như vậy là mình có được một cái nguồn thu nhập thụ động từ rất là nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là một nguồn thu nhập thụ động là không giới hạn, và bạn có thể làm tại nhà, bạn có thể làm một việc nhẹ nhàng chăm sóc cho bản thân mình, và mình chia sẻ những cái điều mà mình tâm đắc, mình cảm thấy rất là tuyệt vời mình cho những người bạn của mình, và từ đó mình có được thu nhập thụ động, nó đến từ rất là nhiều quốc gia trên toàn cầu. Và từ đó khi mà mình xây dựng được như vậy thì mình sẽ có nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới, và mình có thể du lịch khắp nơi trên thế giới, có phải rất là tuyệt vời không các bạn? Đó, thì qua đó mình có thể vừa làm đẹp cho mình, vừa có sắc đẹp, vừa có sức khỏe, vừa có tài chính, vừa có tình yêu thương ở khắp nơi, và mình rất là vui vẻ. Cho nên là mình trở thành loại người thứ năm, là loại người tuyệt vời nhất. À, mình được tự do tự tại và được hưởng một cái cuộc sống hạnh phúc.
chất lượng rất là trọn vẹn. Đây là cái chia sẻ của mình. Nếu mà bạn quan tâm, bạn hãy liên lạc với Khuê để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào, cảm ơn bạn đã xem video của mình.